Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh của mình nhé. Mình là TM Review đây anh em ơi. Thì cái thời gian gần đây thì mình cũng đi làm quá là nhiều rồi, nên là không có nhiều thời gian để làm video hay anh em xem. Thì nay thì tranh thủ có làm cái video. Thì mục tiêu là như thế này anh em ạ. Thì hôm qua mình có nhận kéo cho bạn ấy là vốn 5 củ ấy, nhưng mà do là bận công việc nên là hôm nay mình mới thực hiện được. Nhưng mà nay thì mình bảo là thôi em ơi, anh chỉ nhận kéo 500k thôi, chứ 5 củ thì nó quá là lớn quá, nếu mà lỡ mà thua cái thì không biết nói thế nào với anh em cả. Thì hôm nay mình chọn món game Kawin để mình chơi nốt cho anh bạn ấy vốn là 500k anh em ạ. Thì cái vốn tuy là to nhưng mà mình sẽ chơi lật bài đầu tiên cái đã, sau rồi mình sẽ chuyển qua những con game khác cho nó an toàn hơn. Nhưng mà lật bài thì mình cảm thấy là nó vẫn ăn được anh em nhá, còn gì mà dễ ăn thì mình chơi thôi, vì là kiểu ăn nhanh thắng nhanh thì chỉ có lật bài. Còn anh em nào muốn an toàn hơn ấy thì không nên chơi lật bài đâu. Bài thì nó dành cho những em nào thích thích cái gọi là cái đồ mạo hiểm với là không muốn an toàn. Ok, lật hồi lên củ anh em này. Đấy cũng khá là nhanh chứ không phải là chậm chậm trễ gì đâu. Ích đôi vốn thì nhờ lật bài thì cũng đơn giản lắm, vì con Kawin này thì mình thấy lật bài nó khá là dễ chơi. Còn anh em nào mà muốn cũng tương tự lật bài thì có thể vào con này là con gì nhỉ? Mình quên tên nhá. Con này là con Spore. Spore thì nó cũng sẽ khó hơn vì là nó kiểu chạy theo cái phương án nó khác hoàn toàn với là con người lật bài, nên anh em nào mà chưa quen ấy thì sẽ bị dễ dễ bị thua anh em ạ. Ok này, lên là củ hai củ tư rồi này, chứa cái nữa bú này, chẵn lẻ tất tay luôn này, lẻ cái nào. Ok lên hai củ này, đấy thấy chưa, mình kiểu cứ liều liều biết đâu nó lại lên cao, vì không mình cũng muốn hôm nay mình chốt chốt chặn cho bạn ấy có tầm không nhiều đâu, không cần nhiều nhưng mà chỉ cần tầm vài ba củ là mình cũng 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 quá là mãn nguyện lắm rồi, chứ không cần phải gọi là chốt đến tiền tiền chục hay là tiền tiền trăm đâu. Cái này thì cái thì mình cũng không mong 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 ngóng gì đấy lắm, vì mình biết là cái khả năng của mình nó cũng không không thể nào mà gọi là đạt đến cái trình độ như thế. Ôi dồi ôi, chặn cái nào dưới cái nào uy tín nào. Ok lên 3 củ 4 củ rồi anh em ạ. Rồi ôi, nãy giờ mình liều con đặt bài với con chipbo chỉ vì gọi là mấy đồng bạc với thôi anh em ạ. Bây giờ thì quay trở lại với đặt bài thôi. Gọi là game gì mình chuyên thì mình hãy sẽ chơi game đấy nhiều. Còn anh em nào mà kiểu chơi một con game nào cảm thấy mình chơi hay ấy, thì anh em hãy chơi con game đó, chứ đừng có kiểu nghe người khác và chơi con game mà mình không biết chơi. Thì như ấy thì chúng ta giống như kiểu gọi là vịt nghe sấm ấy, chúng chả biết chơi như thế nào cả, thì kết quả chúng ta sẽ gọi là sẽ thua nhiều hơn thắng ấy. Ok này, dưới cái nào, trên cái nữa. Ok dưới phát nữa, lầm lúa này, đấy chắc lên 6 củ rồi anh em ạ. X10 vốn rồi, X10 lần vốn rồi anh em ơi. Giờ mà gọi là để mà gọi là X10 lần vốn mà anh em chơi tài xỉu video bình thường ấy thì rất là lâu luôn ấy, cực kỳ là lâu luôn kiểu. Nhưng mà nhờ con lật bài ấy, thì kết quả của anh em sẽ được rút gọn lại và rất là nhanh. Nhưng mà nhanh thì nhanh nhưng mà cũng 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 có cái sự nguy hiểm ở trong đấy nhá, không phải là không có gì là không đánh đổi đâu em ạ. Muốn muốn được cái này thì cũng phải bỏ ra cái kia, nói chung nó cũng giống nhau cả thôi. Ok này, lên hai năm củ mấy này, đỏ phát nào, trên phát nào. Ok này, lên 6 củ mấy này, dưới nào, bích phát nào, đấy ok chưa anh em, lên 7 củ này, dưới nào, đấy trên phát nữa nào, dưới phát nữa nào, dưới nữa, ôi giời, tí nữa là bú này anh em, dưới phát nào, đỏ phát nữa, đấy trên phát nữa. Ok này, lên 9 củ này, dưới nào, ok lên 9 của 8 đấy, anh em thấy nhanh không, mình đánh lật bài mà coi như là gọi là quá là nghề rồi đúng không. Hôm qua thì mình cũng có đánh cho bạn kia nhưng mà kiểu do là mình cũng muốn đánh nhưng mà do bận công việc ấy, đi làm về muộn quá nên là chưa chưa đánh được. Nay thì mình nhận kèo quả này thì chắc là xin lộc tầm vài trăm cho nó vui thôi anh em ạ. Mình thì xin lộc kiểu cũng ít thôi, khỏi làm thôi chứ cũng không phải là kiểu tham lam cái gì mà gọi là xin lộc anh em nhiều. Vì tiền này không tiền của anh em mà có phải tiền của mình đâu mà mình phải xin đúng không anh em nhỉ? Thôi mình cũng nói cho thôi chứ anh em lại bảo mình tham tiền các kiểu. Ok này như thế này là rút nhá, mình rút 10 củ với bạn ấy cái đã, sau rồi mình còn 300 nữa thì chơi cái gì thì chơi, chứ cái gì cũng thế thôi, cái an toàn là trên hết anh em ạ. Ok đăng ký rút tiền này, rút 10 củ trước cái đã anh em nhá, 500k kiếm 10 củ quá đơn giản, quá là mượt rồi. Giờ còn 200 300k nữa thì thôi, mình liều chút ít nữa biết đâu lên từ tiền củ đấy sao anh em nhỉ. Đen này dưới nào, trên cái nào, trên nữa. Ok dưới phát nữa, dưới phát nữa, tí nữa là bú, mình hơi tham. Dưới nào,
trên trên cái nước dưới cái nước. Ok nhận cái đã này, cứ từ từ thôi anh em ạ, vì nãy giờ đánh nó cũng 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 ấy rồi mà, chỉ cần chỉ phải nóng. Ok lên lại 300 mấy này, bích phát nữa nào, chuồn bích lại xuống vốn anh em ạ. Thôi thôi nghỉ em á, coi như là chốt 10 củ anh em ạ.